nhạc sĩ về hưu, tiếng đàn bầu, là thân con gái chớ nghe đàn bầu. Giới thiệu nhạc sĩ về hưu, cây nhà lá vườn. Đây tôi sẽ được kích rồi. Đừng thật đúng không? Ơi cái nhà nó vừa đến này là hay rồi. Thảo nào mà vợ ông này xinh thế, chứ ông đoàn ca nhạc thủ đô ông về nên bà này theo gái quan họ ông Linh có khác. Cả nhà âm nhạc. Các bác nghe nhảy âm. Hay chưa? Đấy, nó thân cái chắc nghe được bầu nhá.